Kiên Giang Phạm Văn Phủ, 44 tuổi, mua 1 kg ma túy ở Sài Gòn rồi mang về Kiên Giang, sử dụng và bán lại cho người nghiện kiếm lời. Phạm Văn Phủ tại cơ quan công an. Ảnh: Lan Vi. Ngày 27 tháng 2, Phủ bị công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều 2 hôm trước, Phủ giấu trong người 200 g ma túy đá đến quán nhậu ở huyện Dòng Riền để bán cho người nghiện thì bị bắt quả tang. Khám xét nơi tạm trú của kẻ này tại huyện Gò Quao, cảnh sát thu giữ thêm 800 g ma túy đá đựng trong các túi ni lông. Bước đầu, nghi can khai nhận số ma túy được mua từ thành phố Hồ Chí Minh, mang về sử dụng và chia nhỏ bán cho những người nghiện tại địa phương với giá 55 triệu đồng 100 g, thu lợi hơn 40%. Phủ từng có tiền án 14 năm tù về tội cướp giật tài sản. Lan Villas Block X, Oai.